Ok, xin chào tất cả các chị em đang xem video. Các bạn xem kênh YouTube của Kiều thì các bạn nhớ đăng ký ủng hộ kênh YouTube của Kiều nha. Và đặc biệt các bạn mà muốn mua mỹ phẩm thiên nhiên Linh Hương chính hãng thì các bạn nhớ kết bạn Zalo 0977 761 748 thì các bạn sẽ được tư vấn miễn phí luôn. Đó, Kiều không cần các bạn mua, các bạn chỉ cần tư vấn thôi vẫn được luôn. Thì Kiều sẵn sàng để tư vấn cho các bạn. Thì ngay trong video này thì Kiều sẽ giới thiệu cho các bạn một cái siêu phẩm rất là mới của Linh Hương luôn, mà Kiều cũng chưa có hàng để bán cho các bạn nữa, mà tầm một tuần nữa thôi là hàng sẽ cập bến. Tại vì đây là cái dòng sản phẩm rất là hot và Kiều rất là tâm đắc về cái dòng sản phẩm này. Đây là cái lọ kem đêm của Linh Hương đây. Đây là lọ kem đêm nha các chị em. Thì với cái thiết kế rất là sang chảnh như thế này, một cái vỏ hộp rất là xịn sò. Đây nè các bạn nhìn thấy không? Rất là xịn luôn. Vỏ này là Kiều đã bóc màng coi rồi, nên là nó sẽ không có màng coi nha. Đây. Khi mà mình mở cái hộp ra thì các bạn sẽ thấy được một cái phiếu bảo hành 10 triệu và sản phẩm này cam kết dùng được cho cả bầu và mẹ bỉm sữa đang cho con bú luôn, dùng được cho trẻ nhỏ luôn. Và các bạn nè mà mới vừa sinh xong, vừa xuống bàn đẻ xong là các bạn có thể dùng được cái kem này rồi, không cần phải đợi bao nhiêu thời gian để các bạn dùng cả. Sản phẩm này là dùng ban đêm nha các bạn. Và chị sẽ lấy cho các bạn xem, rất là đẹp luôn nè các bạn. Và cái điều rất là đặc biệt về cái dòng kem đêm này thì nó sẽ có một chiếc thìa 500 cho các bạn để vào cái đầu của cái chai lọ kem, thì các bạn sẽ có một ngay cái thìa 500 để mà lấy kem nha. Thường là các bạn dùng kem á, các bạn dùng tay thì lâu ngày kem của mình nó sẽ bị nhiễm khuẩn, nhưng mà đối với cái dòng kem đêm thì các bạn sẽ được tặng ngay một cái thìa để các bạn lấy kem các bạn dùng. Bây giờ thì Kiều sẽ dùng cho các bạn xem nha. Kem đêm này thì nó sẽ vừa chống lão hóa cho các bạn nè, cấp ẩm cho da, kìm dầu, xe nhỏ lỗ chân lông, và đặc biệt là nó sẽ giúp cho da các bạn mịn màng hơn, trắng sáng hơn sau 7 ngày cho đến 10 ngày các bạn dùng liên tục. Đó, và đây nè các bạn, kem nha. Cái chất kem của nó thì thơm, rất là thơm luôn, thơm cực kỳ. Nên các bạn sẽ dùng cái thìa này. Một lọ kem này thì Kiều nói các bạn có thể là tinh hay không là tùy theo các bạn nha. Dùng 4 tháng một lọ, tiết kiệm lắm luôn. Và ở đây thì Kiều sẽ dùng một ít cho các bạn xem lên trên da của Kiều nha. Kem này thì nó sẽ, khi mà các bạn chạm vào nhiệt độ cơ thể người thì nó sẽ lập tức tan chảy thành nước, cho nên các bạn sẽ không thấy lộ vân kem đâu. Còn nếu như mà các bạn không dùng thì nó sẽ vẫn là cái thể này trong cái lọ kem. Bây giờ thì Kiều sẽ đậy nó lại nha, để ra ngoài thì nó sẽ ra hơi, nên là mình sẽ đẩy cái lọ kem trước. Chị sẽ test cho các bạn xem. Đây nha các bạn, dạng này là khi mà mình thoa lên là nó sẽ không có lộ vân kem đâu, mà là nó sẽ rất là mịn và nó sẽ thẩm thấu sâu vào bên trong lỗ chân lông của chúng ta. Nó sẽ giúp cho da của mình xe nhỏ lỗ chân lông, kìm dầu rất là hiệu quả luôn. Chị em nào da nhờn, da khô, chỉ trừ da mụn mà rất là nhiều thì các bạn sẽ không sử dụng được, mà các bạn nên điều trị mụn trước nha. Còn nếu như mà mụn ít thì các bạn vẫn sử dụng được nha các bạn. Kem đêm này các bạn sử dụng một đêm thôi là da của mình nó sẽ qua một đêm là các bạn cảm nhận được, và sáng cái gì da mình nó sẽ rất là mịn và mướt hơn. Kem này thì dùng ban đêm cho nên là nó sẽ không có độ mạch cấp và không có độ lên tông da, mà là nó sẽ thẩm thấu ở bên trong, nuôi da của mình rất là hiệu quả luôn. Các bạn nào mà bị lão quá, bị nếp nhăn nè, hoặc là da của mình sần sùi không có được căng bóng và mịn màng thì các bạn thử trải nghiệm một cái lọ kem đêm này bên Kiều nha. Tại vì Kiều có một lọ về, có một lọ này để mà mình trải nghiệm, không phải là trải nghiệm mà là tại vì lô hàng ít quá không kịp bán nó cho khách hàng. Và các bạn đặt hàng thì nhớ inbox ngay cho Kiều đi, Kiều sẽ chừa hàng lại cho các bạn và được tặng kèm theo quà nha. Tặng kèm theo quà, các bạn đăng ký kênh YouTube của Kiều là các bạn sẽ được một phần quà, đó là một chiếc mặt nạ trị giá 100.000. Các bạn xem kênh YouTube đăng ký là được một cái mặt nạ, một cái 100.000 và kèm theo cái đơn hàng của mình luôn. Cho nên là các bạn nào mà xem thì các bạn nhớ đăng ký like cái video này. Các bạn có thể comment để là số điện thoại, hoặc là các bạn kết bạn qua Zalo hoặc Facebook đều là 0977 761 748 thì các bạn sẽ được mua hàng, được mua hàng mà được
tặng thêm quà nữa nha. Và video nào thì Kiều nói quà thì các bạn nhớ là chụp video cho Kiều. Và một cái lọ kem này dùng 4 tháng, trọng lượng của nó là 30g nha, 30g dùng 4 tháng là nó mới hết. Mỗi lần như vậy các bạn dùng một lượng rất là nhỏ, rất là mịn nè, các bạn thấy không, căng và mịn hơn. Mình dùng 7 ngày cho đến 10 ngày da của mình nó sẽ rất là sáng và căng đét luôn. Và bạn nào mà mình muốn mà trải nghiệm với dòng sản phẩm này thì các bạn nhớ kết bạn Zalo với Kiều nha. Đây, xịn sò không các bạn, rất là xịn luôn. Dùng được cho mẹ bầu, dùng được cho mẹ đang cho con bú luôn, mới vừa sinh xong là dùng liền nha, không cần phải đợi 3-4 tháng gì cả. Đây nha các bạn. Sản phẩm bên Kiều hàng chính hãng, kích ứng đổi trả hoàn toàn, cho nên là các bạn nên mua sản phẩm chính hãng. Nhớ đăng ký kênh ủng hộ Kiều nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của Kiều. Chào cả nhà.